Kính chào quý thầy cô, trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn quý thầy cô sử dụng chức năng đánh giá chuẩn nghề nghiệp dành cho giáo viên phổ thông trên hệ thống LMS. Hệ thống LMS là hệ thống mà chúng ta đã làm bài tập về chương trình giáo dục phổ thông 2018 á. Bây giờ chúng ta sẽ để bắt đầu chúng ta sẽ khởi động trình duyệt web trên máy tính của mình. Chúng ta có thể sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Cốc tùy vào máy tính của quý thầy cô. Rồi, sau khi khởi động trình duyệt web lên á, thì ở cái thanh địa chỉ của trình duyệt web á, quý thầy cô sẽ gõ cái địa chỉ hôm trước mà chúng ta tập huấn đó. Chúng ta sẽ gõ địa chỉ là tập huấn chấm cơ sở dữ liệu csdl.edu.vn và chúng ta nhấn Enter. Quý thầy cô sẽ để đợi hệ thống nó sẽ đăng nhập vào. Thì ở đây em xin nói là chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản mà chúng ta học cái chương trình giáo dục phổ thông của quý thầy cô để chúng ta đánh giá cái phần đánh giá viên chức này luôn. Bây giờ em sẽ đăng xuất cái tài khoản này ra. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đăng nhập. Trong quá trình đăng nhập nếu như có bị lỗi gì đó thì quý thầy cô có thể xem lại cái video hướng dẫn đăng nhập của em. Rồi bây giờ tài khoản này chúng ta sẽ gõ địa chỉ mail mà trường đã cấp cho chúng ta, phòng giáo dục sở dục đã cấp. Rồi chúng ta gõ mật khẩu. Rồi chúng ta đăng nhập. Rồi, sau khi đăng nhập xong á, khi quý thầy cô đã đăng nhập được vào rồi á, thì em xin hướng dẫn quý thầy cô chỗ này rất quan trọng. Chứ quý thầy cô sẽ chọn vào dấu mũi tên kế cái tên tài khoản chúng ta và quý thầy cô chọn vào chữ tài khoản. Rồi, sau khi chọn vào chữ tài khoản, quý thầy cô chọn tiếp cho em chỗ là thông tin cơ bản. Rồi, ở phần thông tin cơ bản này hôm trước chúng ta đã làm rồi, tuy nhiên em nhắc lại cái chỗ này là cái chỗ tổ chuyên môn. Rồi đây tổ chuyên môn nè quý thầy cô. Thì nếu như quý thầy cô chưa có chọn á, thì nó đang ở mặc định là lựa chọn chuyên môn, thì chỗ này quý thầy cô sẽ chọn chuột vào. Và theo trường, ở trường của quý thầy cô á, thì ở đây cái tài khoản của hiệu trưởng á, hay là hiệu phó gì đó, người ta sẽ tạo sẵn ở đây cho chúng ta. Thì quý thầy cô ở tổ nào thì quý thầy cô sẽ chọn vô mình, cho mình ở tổ đó. Ví dụ anh ta tổ 3 thì mình chọn tổ 3, hay là tổ lý hóa, tổ toán tin nhân dân, tổ ngữ văn nhân dân. Thì chỗ này quý thầy cô phải chọn đúng cái tổ của mình. Để chi? Để khi mà chúng ta chọn đúng cái tổ á, thì thầy tổ trưởng, cô tổ trưởng đó, thầy cô tổ trưởng người ta mới quản lý được các thành viên trong tổ, người ta mới xem được cái phần đánh giá của mình để mà người ta nhận xét. Rồi khi chọn tổ khao xong á, thì nếu đối với tổ trưởng thì sẽ chọn vào ô tổ trưởng đây, còn đối phó chuyên môn thì chọn vào đây, còn nếu khác là tổ viên thì quý thầy cô chọn vào chỗ khác. Rồi chỉ cái phần đó thôi, còn những phần khác là chúng em đã hướng dẫn quý thầy cô ở module 1 rồi. Rồi quý thầy cô ở tiểu học thì đây nó chọn mặc định cho chúng ta rồi. Rồi quý thầy cô chọn hoàn thành. Rồi sau khi chọn hoàn thành xong thì quý thầy cô sẽ quay lại trên giao diện và quý thầy cô sẽ chọn vào chữ TEMIT để bắt đầu vào phần đánh giá. Rồi sau khi chọn xong nó sẽ đưa quý thầy cô đến một cái trang mới, một cái tab mới. Rồi chúng ta sẽ thực hiện trên này. Rồi quý thầy cô thấy là đầu tiên nó sẽ chia thành những cái phần như thế này: tổng quan, tài liệu minh chứng, tự đánh giá, đánh giá của đồng nghiệp và đánh giá của hiệu trưởng. Và ở góc trên này á, nó sẽ có phần năm học. Thì tùy trường khởi tạo thì chúng ta sẽ chọn cái phần năm học ra đây. Rồi tiếp theo là ở phía trên này có những phần trợ giúp và hướng dẫn, thì nếu như không rõ chỗ nào quý thầy cô có thể chọn vào đây. Rồi tiếp theo
Em xin hướng dẫn tiếp. Ở cái phần tổng quan này, nó sẽ đưa cho quý thầy cô những cái văn bản hướng dẫn. Phần này thì chúng ta chỉ nhìn lướt sơ qua thôi. Rồi, phần chính của chúng ta là ở phần tài liệu minh chứng và phần tự đánh giá. Rồi, em sẽ xin vào cái phần tài liệu minh chứng. Rồi, phần tài liệu minh chứng này do em chưa có up cái nào hết, chưa có up cái tài liệu nào hết, cho nên ở đây nó hiện là không có tài liệu minh chứng. Một tí xíu khi em up lên đó thì quý thầy cô sẽ thấy nó sẽ có cái một cái bảng ở đây. Rồi, bây giờ em sẽ thêm minh chứng, nhưng mà trước khi thêm minh chứng em muốn giới thiệu sơ quý thầy cô cái phần tự đánh giá đây. Rồi, cái phần tự đánh giá. Rồi, cái phần tự đánh giá này hôm trước mà chúng ta làm cái phần khảo sát đó quý thầy cô. Phần khảo sát để chúng ta kết thúc module 1 á, chúng ta đã làm rồi, nó cũng tương tự như vậy. Bây giờ em sẽ làm lại nha. Em chọn cái phần đánh giá lại nếu như quý thầy cô chưa có làm. Rồi. Rồi, ở chỗ này chúng ta sẽ thấy phần tiêu chuẩn thì chúng ta có 5 tiêu chuẩn, rồi em nhớ là 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Rồi, 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Rồi, như vậy quý thầy cô thấy là ở tiêu chuẩn 1, phẩm chất nhà giáo, tiêu chí 1, đạo đức nhà giáo, thì khi quý thầy cô đưa con trỏ chuột vào những cái chữ Y này á, thì hệ thống nó sẽ hiển thị cho quý thầy cô là hiển thị thí dụ mức đạt, thì quý thầy cô phải đạt được có những cái gì thì chúng ta sẽ đánh giá mức đạt, những cái gì thì đánh giá mức khá, những cái gì thì đánh giá mức tốt. Rồi, tương tự quý thầy cô sẽ đưa con đỏ chuột vào chữ Y thì nó sẽ hiện lên để chúng ta gợi nhớ. Rồi, sau khi mà chúng ta đã biết được rồi thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào những cái phần mà chúng ta đánh giá, ví dụ đạo đức nhà giáo chúng ta đánh tốt thì chúng ta sẽ tích ở cái ô tốt, còn nếu như chúng ta đánh giá khá thì chúng ta tích vào cái ô khá. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở cái phần minh chứng có cái dấu cộng. Rồi, em sẽ lăn chuột từ từ. Thì mỗi phần như vậy quý thầy cô cứ làm giống như là chúng ta làm trên cái bảng giấy thôi. Rồi, từng phần một. Phần 1 là phẩm chất nhà giáo, phần 2 là phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, thì có các tiêu chí. Tiếp tục, tiêu chuẩn 3 là xây dựng môi trường giáo dục. Rồi, tiêu chuẩn 4 là phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Và tiêu chuẩn 5 là sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục. Rồi, quý thầy cô thấy là sau khi chúng ta tự đánh giá xong thì mỗi cái phần đó, nó có dấu cộng để thêm minh chứng. Thì bây giờ em sẽ làm thử cái phần này là cái phần mới. Rồi, bây giờ em sẽ làm thử. Rồi, em làm thử cái phần minh chứng, rồi cái chỗ điểm mạnh điểm yếu em sẽ hướng dẫn với thầy cô sau. Rồi, bây giờ em sẽ click dấu cộng chỗ thêm minh chứng. Rồi, khi chúng ta nhấn vào thêm minh chứng thì ở đây nó báo là chưa có minh chứng nè. Chúng ta sẽ nhấn vào thêm minh chứng mới. Rồi, sau khi chúng ta chọn thêm minh chứng mới xong, nó sẽ đưa chúng ta đến một cửa sổ như thế này. Thì quý thầy cô thấy những phần nào mà có dấu sao á, là những phần đó bắt buộc chúng ta phải nhập. Rồi, ví dụ mã minh chứng ở đây hệ thống nó sẽ tự đặt cho mình là minh chứng 001, tại vì cái minh chứng nãy giờ mình chưa up cái nào hết. Rồi, quý thầy cô thấy do chúng ta đang thêm minh chứng ở tiêu chuẩn 1 và tiêu chí 1 cho nên ở đây nó đã chọn sẵn cho ta. Rồi, vậy ở đây ví dụ tên minh chứng ở đây quý thầy cô nhập là cho tiêu chí 1 thì quý thầy cô sẽ gõ tiêu chí 1. Rồi, phần mô tả minh chứng này quý thầy cô sẽ gõ cái mô tả là ví dụ như là đánh giá đạo đức nhà giáo gì đó. Rồi, quý thầy cô lưu ý nè, do mỗi trường quy định, ví dụ như chỗ này trường yêu cầu chúng ta phải đưa lên cái file Word, file hình ảnh, file Excel và PDF vân vân, đó là do mỗi trường quy định. Mỗi tiêu chuẩn, mỗi tiêu chí trường yêu cầu đưa lên cái minh chứng nào thì quý thầy cô phải tập hợp sẵn để trong máy của mình. Rồi, quý thầy cô sẽ mỗi cái chúng ta sẽ up lên đây giống như quý thầy cô gửi mail vậy thôi. Rồi, bây giờ qua phần quan trọng tiếp theo là phần chọn tệp từ máy tính. Quý thầy cô thấy chúng ta sẽ chọn vào đây.
Rồi. Rồi, quý thầy cô thấy khi mà chúng ta chọn tẹp từ máy tính nó sẽ hiện lên một cái cửa sổ ốp thanh này giống y như quý thầy cô đính kèm tệp tin để gửi mail vậy đó. Rồi, ví dụ ở đây em đã có một cái file Word, em làm thử cho quý thầy cô xem thôi, là cái tên là minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp thì em tạo sẵn ở đây rồi. Thì bây giờ quý thầy cô chọn vào và quý thầy cô chọn open, rồi nó sẽ đưa cái file của chúng ta lên đấy, và chúng ta thấy đây là cái tên file. Rồi xuống dưới chúng ta thấy chỗ loại đánh giá là đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, rồi đây nó đã chọn mặc định cho mình rồi. Rồi tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1. Rồi khi xong rồi quý thầy cô sẽ nhấn chỗ tạo mới. Rồi quý thầy cô thấy khi mà chúng ta thêm mới rồi thì quý thầy cô thấy nó sẽ có một cái bảng để nó báo gì, nó báo mã, nó báo cái tên tiêu chí mô tả cái phần nãy chúng ta gõ ra và cái minh chứng. Rồi ví dụ em nhấn dấu ít nha. Rồi đó là xong tiêu cái minh chứng của tiêu chí 1. Bây giờ quý thầy cô muốn thêm minh chứng ở tiêu chí 2 của tiêu chuẩn 1 thì quý thầy cô cũng làm giống như vậy. Quý thầy cô sẽ chọn vào dấu cộng, rồi quý thầy cô sẽ chọn vào thêm minh chứng. Rồi quý thầy cô làm hoàn toàn tương tự giống như nãy giờ em hướng dẫn. Ví dụ chỗ này quý thầy cô sẽ chọn và gõ là tiêu chí 2. Rồi ở đây mô tả, quý thầy cô gõ cái mô tả của cái minh chứng của mình. Rồi quý thầy cô chọn tẹp và chúng ta open lên giống như hồi nãy. Và em lưu ý quý thầy cô như thế này. Rồi sau khi chúng ta có minh chứng rồi đó, quý thầy cô sẽ chọn vào tài liệu minh chứng, hỏi chúng ta có muốn lưu hay không. Và bây giờ tạm thời do đây là em làm thử nha, cho nên là em sẽ chọn là bỏ các thay đổi. Rồi em vào phần tài liệu minh chứng. Rồi cái phần tài liệu minh chứng á, quý thầy cô thấy là em lưu ý lại nha, cái chỗ nếu như quý thầy cô đang làm của mình á, thì quý thầy cô phải chọn lưu lại nha, phía dưới này nè. Em chọn đánh giá lại nha. Rồi khi mà quý thầy cô có thay đổi gì đó, quý thầy cô phải lưu ở dưới này hả, quý thầy cô phải lưu. Và chúng ta chọn hai lựa chọn, hoặc là chúng ta đã lưu chưa gửi đi để chúng ta xem xét, chúng ta khắc phục những cái gì mà chúng ta làm chưa có được đó, chúng ta tích vô đây để đây. Còn nếu chưa lưu và gửi đi thì chúng ta chọn ở đây, nó có hai lựa chọn. Rồi tiếp theo phần tài liệu minh chứng thì quý thầy cô thấy lúc mới ban đầu vô em làm á, quý thầy cô thấy chọn phần tài liệu minh chứng á, nó không có cái gì hết. Mà sau khi chúng ta đã up lên được một cái file rồi thì ở đây nó sẽ có một cái dạng bảng, thì quý thầy cô up nhiều cái file minh chứng thì ở đây nó có sẽ nhiều hàng vô đây. Rồi ở cái chỗ em muốn lưu ý quý thầy cô là cái chỗ này, chỗ thao tác. Thì khi mà chúng ta up cái minh chứng lên á, mà nếu như lỡ chúng ta up sai hay là do tổ trưởng hiệu trưởng gì đó nói là như vậy thì chưa có đạt, chưa có được, không có đúng, thì quý thầy cô có thể là chúng ta có nhiều lựa chọn lắm. Quý thầy cô có thể tải xuống cái minh chứng mình đã up, đây có mũi tên, để quý thầy cô chỉnh sửa lại, sau đó quý thầy cô up lên lại. Hoặc là quý thầy cô có thể chỉnh sửa trực tiếp ở đây chỗ cái viết này quý thầy cô, rồi quý thầy cô chọn vào, rồi quý thầy cô sẽ up cái minh chứng khác lên đây. Rồi còn không á, nếu như cái minh chứng này sai rồi, quý thầy cô có thể chọn vào xóa, đây cái biểu tượng thùng rác là xóa, rồi em chọn xóa nha, nó báo là chúng ta có chắc xóa hay không, thì chọn em chọn ok, thì lúc này đã xóa cái minh chứng mà hồi nãy em đã up lên rồi. Như vậy quý thầy cô chỉ cần tải cái minh chứng của mình đã chuẩn bị sẵn ở máy lên lại là xong. Rồi em nhắc lại, đây là cái phần quan trọng nhất của cái phần đánh giá chuẩn nghề nghiệp này, còn những cái phần còn lại rất là đơn giản quý thầy cô, chúng ta chỉ cần chọn vô tích vô những cái ô này đánh giá này thôi à, rất là đơn giản. Rồi tiếp theo chỗ cái phần giống như là khi mà ta làm trên giấy thì khi đánh giá chuẩn nghề nghiệp á, thì chúng ta sẽ gõ vào cái điểm mạnh của mình ở đây, rồi những vấn đề cần cải thiện hay là những cái điểm yếu, những cái mà chúng ta cần khắc phục chúng ta gõ ở đây. Rồi chúng ta có kế hoạch học tập bồi dưỡng gì đó chúng ta gõ ở đây. Rồi nội dung đăng ký học tập bồi dưỡng các năng lực cần ưu tiên cải thiện, nghĩa là chúng ta có kế hoạch là trong năm học tới thì chúng ta sẽ đăng ký học những gì để phát triển chuyên môn của mình, thì chúng ta có thể tích ra đây để cho tổ trưởng hiệu trưởng có thể theo dõi cái quá trình của mình. Rồi thời gian hoàn thành module bồi dưỡng là chúng ta đăng ký, là chúng ta làm như vậy thì trong thời gian nào thì nó sẽ
chúng ta thực hiện xong chúng ta tiếp vô đây. Rồi điều kiện thực hiện thì quý thầy cô có thể từng một quý thầy cô chọn rất là đơn giản. Rồi tiếp theo quý thầy cô thấy có thể chúng ta nhìn chỗ là đánh giá của đồng nghiệp và đánh giá của thủ trưởng, thì chúng ta có thể click vào đây để chúng ta xem là đánh giá của đồng nghiệp, do ở đây chưa có ai hết thì hệ thống này mới, thầy cô khác chưa có làm cho nên ở đây chúng ta chưa có thấy được. Còn nếu như tất cả các thầy cô, các giáo viên trong trường á, của chúng ta mà làm rồi thì chỗ đánh giá của đồng nghiệp này chúng ta sẽ thấy được là đồng nghiệp khác đánh giá chúng ta như thế nào. Thì theo em nhớ là theo quy định là hai thầy cô thì đánh giá một thầy cô hay gì đó, tùy theo mỗi trường. Rồi tiếp theo cho phần này là đánh giá của thủ trưởng, có nghĩa là hiệu trưởng của mỗi trường sẽ đánh giá từng giáo viên, và khi chúng ta click vô đây thì chúng ta vẫn xem được cái phần đánh giá của hiệu trưởng. Chúng ta chỉ xem thôi mà chúng ta không có thể thay đổi gì hết. Rồi như vậy quý thầy cô thấy là cái video của em hướng dẫn với thầy cô á, trước mắt là chúng ta sẽ làm cái phần tự đánh giá. Làm tự đánh giá xong, nếu như quý thầy cô đã đánh giá rồi, hôm trước chúng ta học cái phần làm khảo sát của module 1 đó, chúng ta đánh giá rồi, thì nếu như chưa có được chỗ nào quý thầy cô sẽ chọn đánh giá lại, và chúng ta đánh giá lại các mục này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết. Sau khi làm xong quý thầy cô sẽ chọn lưu hoặc chưa gửi đi, hoặc là gửi đi là tùy quý thầy cô. Nếu như chắc chắn rồi thì ta lưu và gửi đi, còn nếu như chưa thì chúng ta có thể chọn là lưu và chưa gửi đi. Và nội dung quan trọng của cái video mà em muốn giới thiệu với thầy cô á, là chúng ta phần minh chứng là chúng ta sẽ click vô dấu cộng ở mỗi cái tiêu chí và chúng ta đưa cái minh chứng lên, và khi đưa minh chứng lên thì nó giống y như là khi quý thầy cô đính kèm một cái tệp tin mà để chúng ta gửi mail vậy đó, nó giống y như vậy. Rồi phần hướng dẫn của em về hướng dẫn giáo viên đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống của TMX đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý thầy cô ở những video tiếp theo.